dụng của đất. Xin chào tất cả những anh em đang mơ chim cu ghế nha. Hôm nay mình sẽ đưa lên một con cu là đồng khoe thổ, đồng dù hoàng thổ. Con này là có lúc là nó lỡ hai gục, đề số là một gục, nhưng mà lâu lâu là nó xuống thì nó có một hầu lỡ xéo nữa, gọi là hai gục lỡ đó. Con này là nước rất hay, bình thường mình nuôi là nó thúc, là nó thúc lên là nó gù. Nói chung con chim này là nó mở miệng lên là nó hay gù. Con này là lúc bác ngồi rất là cứng ngu, vừa nuôi này là được đã 2 năm rồi, thay 2 mùa lông rồi nhưng mà vẫn chưa nổi lắm, nên chỉ mới đi tập sơ sơ thôi chứ chưa bắt chim được. Đó là những cái nết đó, ví dụ giọng máy gục bơi nước như thế nào là mình vừa nói cho anh em nghe rồi. Con này thì lúc sơ lòng nó gù, lúc này nó chưa gù, nó không gù, để nãy mình cả sơ đỡ gù cho anh em nghe cái tiếng nó, nhưng mà nó không gù. Rồi giờ mình nói với cái thủ thở và cái ngộ hình đó. Thứ nhất là cái miệng con này là dài cứng, cũng là cái miệng xương á, cái miệng nó là giống rất là thét, mắt là sâu, chị quan là giống rất là hiểm. Rồi, vừa cái đeo mặt nó là rất là ác, buồn bộ cườm đó là lên gần tới trên trên gáy luôn nha anh em. Đó anh em xem đi. Không nhận keo mà lẻ xuống ở dưới ức, cườm rất là nhiều, anh em thấy không? Không những nó cườm keo mà lẻ xuống quay, nhưng mà nó đéo một thù rất là to. Ngực, anh em thấy cái ngực nó không? Nói chung nước nó rất là hay nha, mình móc lên cây là nó gáy lên là nó gù thôi nha anh em. Những lúc mà nó sung rồi đó là nó thúc lên hoặc là giống là nó gù thôi, còn bình thường những lúc nó xuống thì nó vẫn có khi thúc, nó không gù, nhưng mà đề số nó là thúc gù. Rồi tới bộ lông rất là tốt. Em thấy đầu mặt rất là lì, cái miệng trên chỗ ấy nó hơi chày một chút, là nó lúc mình đi tập giọt là nó cũng chưa được quen lắm, nó có hơi ức, nó trôi nên nó bị chày một tí, không sao hết. Công nhận to mà dài, con chim này là rất là chắc chim, con chim này không rơi rạc nha anh em thấy dân cùm nữa không? Rất là kém giác. Thường thường những con cu mà đóng cườm keo là nó hay tọng lên tiết đâu hết nha anh em, nhưng mà con này đặc biệt là không có. Đó, anh em thấy không? Rất là đẹp. Bây giờ tới cái chân nó. Chân nó thì vừa phần chân nó thì quá tuyệt vời rồi. Từ ngón tới ông chân về nhơn hai bên đều rất là tốt. Mình cố gắng sẽ quay hai cái bên nhơn đều cho anh em xem.
Nhưng là phải cho điều nha anh em, không được nó không điều thì mình chơi con chim nó cũng không ưng ý lắm. Nói chung mình thích những con chim là hoàn chỉnh, từ long quy hai bên cũng mình cũng phải cân là nó điều nhau nữa, chứ không chỉ cái chân không. Còn con này là đóng hai chân là dây rất riêu, anh em thấy cái bàn chân nó không, rất là đẹp. Đó, anh em thấy tổng thể cái thu nó nè. Khu vực mình thì không dở tim những con cua mà nó như dây nha anh em. Mình nói tóm lại con chim này là nó đóng một cái thu của một con chim, từ đầu mặt tới cái thu đó là một con chim gu. Nhưng con này không những gu mà nó cũng có ké nước nữa nha anh em. Hai con chim bình thường cả thớ không mang một bộ cườm đó nha anh em. Mắt là sâu. Đồng, đóng một cái mắt quang chứ không đó. Con chim này thì sau này chơi nó cũng không nóng. Đồng mà mắt đỏ quá thì nó rất là ức chim. Nhìn thấy cái mặt nó không? Mình để cho nó vào lòng nhữ để đi tập mà còn cứ được 2 tháng thôi. Rất là dài, to dài, rất là đẹp. Bộ lông mà đóng một cái màu lông này bền bỉ, cái lông là chắc. Rồi, thôi mình chào những anh em nào đang xem cái video của con bói đồng phải thổ này của mình nha. Rồi còn những cái nhìn nhận và đánh giá thì mấy anh em đánh giá thêm.